Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 5 tháng 2 trong không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và cũng nhân dịp sắp kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát giao thông 21 tháng 2 năm 1946, 21 tháng 2 năm 2024. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm cục cảnh sát giao thông Bộ Công an và chúc Tết, động viên cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc. Trong chuyến thăm, Thủ tướng nhấn mạnh cảnh sát giao thông phải là lực lượng nòng cốt trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, song cần chuyển trạng thái từ kiểm soát sang tăng cường hướng dẫn, giúp đỡ để người dân tham gia giao thông an toàn, thuận lợi. Cùng dự có đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Công an và văn phòng chính phủ. Sự kiện được tổ chức trực tuyến tại đầu cầu trụ sở Cục Cảnh sát Giao thông, kết nối tới các điểm cầu tại trụ sở Công an các huyện, thị xã, thành phố và các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trong cả nước. Báo cáo với Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Nguyễn Văn Trung cho biết, năm 2023, quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã tham mưu ban hành các văn bản liên quan bảo đảm trật tự an toàn giao thông toàn lực lượng cảnh sát giao thông đã đổi mới tư duy nhận thức và phương pháp tiếp cận về chức năng nhiệm vụ có những chuyển mình đồng thời tạo được sự đồng tình ủng hộ của toàn xã hội nhất là trong xử lý phương tiện vận tải quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, chạy xe quá tốc độ, lấn làn, vượt đèn đỏ. Năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông nỗ lực quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước mắt để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tham gia bảo vệ các hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước và hoạt động vui xuân đón Tết Giáp Thìn của nhân dân. Lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục duy trì tối đa, lực lượng bảo đảm tốt nhất tình hình, triển khai tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín 24 trên 24 giờ với tinh thần tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông. Trong đó tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát quyết liệt, xử lý kiên quyết vi phạm nồng độ cồn theo phương châm ba không, không có vùng cấm, không ngoại lệ, không ngày nghỉ, không để xảy ra ủn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông bố trí lực lượng cảnh sát giao thông thường trực trên các tuyến giao thông để hỗ trợ giúp đỡ nhân dân với tinh thần lúc dân cần là cảnh sát giao thông có dân đâu khó có cảnh sát giao thông Phát biểu động viên cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát Giao thông, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương lực lượng Cảnh sát Giao thông đã sẵn sàng thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ hoạt động vui xuân đón Tết Giáp Thìn 2024 của nhân dân. Thủ tướng cho biết, thời gian qua, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng về cơ bản, công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trong đó có trật tự an toàn giao thông, đã được nhiều kết quả nổi bật, góp phần giữ gìn môi trường ổn định, thuận lợi để phát triển. Để có được kết quả trên, lực lượng công an nhân dân đã vất vả, thầm lặng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức vì nước quên thân, vì dân phục vụ, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Có những cảnh sát giao thông hy sinh và bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia sẻ, tri ân sâu sắc đến gia đình, người thân và đơn vị của các liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh trong lực lượng cảnh sát giao thông, đồng thời yêu cầu ngành công an và cảnh sát giao thông chăm lo làm tốt công tác hậu phương, chế độ chính sách trong lực lượng, nhất là khi Tết đến xuân về. Theo thủ tướng, lực lượng đã lấy người dân làm trung tâm là chủ thể là mục tiêu động lực nguồn lực trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông triển khai các phương thức hoạt động nghiệp vụ mới trong đó đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin trí tuệ thông minh kết nối dữ liệu nhất là trong quản lý phương tiện tham gia giao thông tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm chỉ huy điều khiển giao thông và phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm lực lượng cảnh sát giao thông nhận diện đúng và có giải pháp kiểm soát xử lý quyết liệt đối với các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông tạo chuyển biến rõ nét trong hoàn cảnh xã hội ý thức chấp hành pháp luật của người dân đặc biệt lực lượng đã đổi mới trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực được giao như việc tổ chức đấu giá biển số xe ô tô tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông thủ tướng cũng ghi nhận lực lượng cảnh sát giao thông đã thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dẫn các đoàn lãnh đạo đảng nhà nước các đoàn khách trong nước quốc tế đến thăm và làm việc tại việt nam bảo đảm tuyệt đối an toàn thông suốt đồng thời đổi mới công tác quản lý đăng ký phương tiện xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh sát giao thông trong lòng nhân dân có nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông gần dân, giúp đỡ người dân gặp khó khăn trên đường trong mùa mưa lũ, để lại tình cảm sâu sắc trong lòng nhân dân. Thủ tướng ghi nhận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông quan tâm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng người cảnh sát giao thông gương mẫu quyết liệt trong sáng và giữ gìn uy tín giữ gìn hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ lực lượng cảnh sát giao thông phải là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông song cần chuyển trạng thái từ kiểm soát sang tăng cường hướng dẫn giúp đỡ tạo điều kiện cho người dân tham gia giao thông an toàn thuận lợi thủ tướng nhấn mạnh thủ tướng đặc biệt lưu ý trong dịp tết nguyên đán lực lượng cảnh sát giao thông phải tổ chức tốt tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm vi phạm phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm an toàn trong vận chuyển hành khách giúp đỡ hỗ trợ người dân gặp khó khăn không để xảy ra ủn tắc kịp thời giải quyết các sự cố tai nạn giao thông đồng thời phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm ngăn chặn kịp thời tình trạng đua xe trái phép góp phần để mọi người dân được đón tết vui tươi lành mạnh an toàn